không có cơ hội thứ hai để gây ấn tượng ban đầu. Je t'aimerai toujours, mon presque premier amour. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta cùng đến với bài mới. Đây là bài cách thể hiện các loại khi ngôn từ. Je t'enferme au fond de mon cœur. Nous serons tous les deux. Bây giờ chúng ta đi đầu tiên là về dáng. Tức là ấn tượng ban đầu rất rất quan trọng. Không có cơ hội thứ hai để gây ấn tượng ban đầu. Theo lý thuyết thì 6 giây ban đầu rất quan trọng. Đó, ảnh hưởng đến toàn bộ cảm xúc của hội trường, của người nghe. Nếu sau 6 giây chúng ta không tạo được cảm giác tốt, không tạo được cảm giác thân thiện, không tạo ra được cảm giác quan trọng thì người nghe sẽ buồn, sẽ chán, sẽ làm việc riêng. Các cụ nói là nhất dáng, nhì giá, thứ ba là nét mặt. Ce grand amour qui me déchire. Je và suốt bài thuyết trình thì mình phải giữ được gì ạ? Dáng, tạo ra. Các diễn giả chuyên nghiệp thì không bao giờ họ tựa bục, không bao giờ họ ngồi cả, mà bao giờ cũng đứng và di chuyển cả ngày. Vậy đứng như thế nào? À, một chân trụ và một chân tựa, một chân trụ và một chân tựa. Ta quay thoải mái, ta quay thoải mái. Khó nhất trong thuyết trình là hai chân là rất năng động. Đấy. Toàn người, toàn tâm, toàn ý, toàn thân cùng hoạt động là một thể thống nhất. Thứ hai, để kéo được người nghe thì chúng ta phải liên tục vận động, di chuyển. Mình muốn người ta hiểu thì đầu tiên phải chú ý đã. Cho nên khi mình vận động, mình đi lại một tí thế này thì người nghe sẽ chú ý hơn. Khi mình di chuyển thì chính bản thân mình năng động. Và khi bản thân mình động, cả cơ thể năng động, cách nói, cách logic của mình nó năng động. Và quan trọng hơn là gì? Kéo người nghe vào.